Ừ, là thơm đấy. Ừ, rất thơm nhỉ. Hello mọi người nhé, hiện tại thì mình đang ở địa phận của Vĩnh Phúc. Mình đi kiếm xem là có được con sinh vật gì ở đây không ha. Oh my god, này. Hay đấy. Con này quê mình gọi là con cổ cổ nhá. Con thứ hai đây các bạn này. Wow. Tóm đi. Cẩn thận đấy, mất bây giờ. Trời ơi, thanh niên. Này. Em đầu tiên. Mày. Con này rất khó để lấy lét nó nhá. Thôi cứ bắt vào đây đã. Đâu. Ồ, lại con nữa nè. Đấy. Con này nhìn rất là đẹp nhá. Mày. Thấy không ạ? Mày. Thực ra mấy con này vẫn là non. Đấy, nó chưa cả mọc lông cánh này. Mày ôi. Ôi. Chạy đâu cho thoát em. Hi. Mày đang định nhảy à? Ôi con nữa này. Nhanh. Đây này. Đó. Chấu đây, toàn con to này. Ôi, đây có mấy con này. Này nhanh. Bắt đi, tập trung bắt đi. Cứ bắt đi. Ui giời ơi, cái ông kia. Này, con này, vô đi này. Ông cảnh kia có vô được đâu. Ui giời ơi. Đấy, trên đỉnh nhau. Này. Không biết vô đâu, thằng kia không biết vô mà. Ui giời ơi, nhiều thế này. Đây này các bạn này, đấy, nhìn này. Đó, hai con kia luôn, các bạn nhìn rõ không ạ? Mày. Ôi, vô được một con, nhảy hai con. Kìa, nhảy ra. Ủa. Đây này, một đôi đây này. Một đôi này. Kìa, ôi, thôi. Đây. Kìa. Ấy. Ui, nó chim nữa. Hẳn là thế. Kìa, cho vào đi. Hắn nhảy xuống nước phát nó ngụp luôn. Ngụp này. Một em bọ hung à. Một em bọ hung, nhìn hay đấy. Nhìn như tê rắc một sừng đấy nhỉ. Bạn thấy chưa? Toàn con to béo múp hết. Vô đi. Con này bỏ qua đi. Ôi có đây đấy. Ngay đây luôn này. Đây. Còn nữa nè. Con này như con đực hay sao ấy? Bé hơn. Em cái đây. Mày này. Chạy đi đâu. Vào. Thích chưa? Ngồi im này. Ở đây châu chấu to nhỉ. Con này con đực này. Con đực nó to bằng con cái ở chỗ mình các bạn ạ. Phải nói đây chất lượng nhỉ. Quá chất lượng luôn. Ô, con ngay trên nữa này. Kìa. Cẩn thận đó. Nhảy. Này thì không chạy nè. Cho vào. Ui, chỗ này này. Các bạn nhìn này. Đây nhá, con trên này nữa này. Đó. Mày này. Tóm được luôn này.
vào đây tiếp này. Ồ còn nữa này. Chạy đi đâu em? Vào lò hết. Ngồi im. Ngồi. Ô. Hay nhỉ. Ô. Mất rồi. Ui mấy con ở tít trên cao kìa. Thành quả một tí đây các bạn ơi. Bắt đúng một tí luôn. Nhiều nhỉ. Đầy tuyết đây. Đây. Các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Con ngựa ở đây nó cũng thế nào, đẹp lắm. Cái mắt của nó kìa. Cái mắt của nó cũng dựng lên kiểu thế nào ấy. Khác ở chỗ mình á. Đấy. Tiếp tục sóc lên. Cho vào. Đấy thế nào. Đứng đứng. Đào nhẹ nhàng thôi để cho nó dính lại đã. Ồ cái thằng này. Tiền đào một phát như thế rồi. Bay hết cả cái bột. Đấy bây giờ mới đào. Thôi nhẹ nhàng thôi để cho nó dính hẳn. Cho bột nó dính đi. Vàng vàng để bay hết. Là thơm đấy. Thơm rất thơm nhỉ. Lâu lắm mình không ăn cái món này mọi người ạ. Mời cả nhà nhé. Nhạt thế. Quên một cái rất là quan trọng. Nhạt nhạt. Wow. Được rồi. Chén thôi. Cho phải khác hẳn lên nhỉ. Cho vào nó ngon hẳn. Đậm. Cho lá chanh vào ăn được ấy. Cái này hợp với lá chanh. Cho nhiều lá chanh vào. Ăn ngon rồi. Đây mà có tí bia nha.